Long ơi, content của anh. Ơ? Em dùng máy gì đấy? Đây là iPhone XR anh Dương ạ. Ui giời ơi, em này công ty mình 7749 ngày có trả lương cho em thiếu ngày nào không mà em lại phải mua cái con iPhone này. Anh nói cho em biết nhá, đây, em cầm iPhone 13 đi, đây em cầm Mi 13 đi, không thiếu cái gì cả. Em cầm luôn cả Oppo Find 6 Pro này. Cái con iPhone cùi như thế này mà em cũng cắn răng cắn cỏ em dùng được, anh chịu em đấy. Màn hình thì IPS xong rồi là HD cộng nhá, quá xấu quá tởm. Xong bây giờ lại còn cả cái camera này, em nhìn mấy chấm? Mấy? Một. Một chấm, em nhìn thấy cái này mấy chấm? Ba. Em cầm ra ngoài em dùng đi, đừng mà dùng XR nữa, bỏ con này đi. Khổ quá, công ty có cho em thiếu cái đồng nào, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Và các bạn thân mến, đó có lẽ là những câu từ công kích rất dã man con iPhone XR này, nhưng mà không phải ở thời điểm hiện tại các bạn ạ. Ở cái thời điểm mà nó mới ra mắt thì iPhone XR theo như cá nhân mình thấy nó xứng đáng là một cái bia đỡ đạn của nhà Apple, bởi vì mọi câu từ công kích đều nhắm về nó. iPhone XR đã về với mức giá khoảng 5 triệu rồi, thì đây vẫn có thể coi là những cái hạn chế mình sẽ cùng các bạn làm rõ trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Studio. Ngày trước anh em mình đã chê nó rất nhiều ở tầm giá 20 triệu với một cái màn hình nào là IPS này, tần số quét là 60Hz này, xong rồi lại là độ phân giải là HD cộng. Thì đến tận thời điểm hiện tại, đây vẫn là những con số rất tệ các bạn ạ. Các bạn vừa bừa một con điện thoại nào đấy của Trung Quốc, nó cũng đã có tần số quét 90Hz rồi là màn hình OLED các thứ rồi, đúng không? Như các bạn thấy thì ở cái comment của rất nhiều bạn khán giả thì đa phần mọi người đúng là có chê màn hình của con iPhone XR này thật. Và theo như lời khuyên của mình nhá, nếu như các bạn muốn có cái trải nghiệm nhìn hình ảnh nó tốt hơn ý, thì các bạn có thể mua iPhone X hoặc là iPhone XS, hoặc cao một chút nữa là iPhone XS Max. Còn nếu không thì các bạn lựa sang những con điện thoại Android thì nó là bạt ngàn, các bạn gom thành tạ, thành cân cũng được, đều có những cái điện thoại giá rẻ mà có màn hình OLED đẹp hơn cho mọi người. Thế nhưng nếu như mà bảo là màn hình con iPhone XR này hiển thị một cách xấu tàn tệ thì mình thấy là nó cũng không đến mức như vậy. Cá nhân mình là một người mà đã trải nghiệm những cái điện thoại màn hình rất rất đẹp rồi, và đến bây giờ thì mình vẫn đang dùng flagship, thì mình công nhận là XR nó có một vài điểm hạn chế, nhưng mà nó cũng không phải đến mức xấu lắm đâu nhá. Màu sắc hiển thị trên cái màn hình con XR này nó khá là vừa mắt với mình. Những bạn nào mà không thích cái sự tươi mới, cái sự rực rỡ quá đà của màn hình OLED thì các bạn vẫn có thể chọn cái màn hình của con iPhone XR này. Và được một cái là khi các bạn mua con XR này về thì mình thấy là nó rất là an toàn hơn nhiều so với việc mà các bạn mua X hay là XS. Đó, những cái màn hình OLED đấy thì khả năng bị lỗi sẽ rất là cao. Tiếp đến hãy cùng nhau nói về camera của chiếc máy này. Ngay cả những người anh chị em ở con XR như là XS, XS Max và thậm chí là con X được ra mắt trước đó cũng đã có camera với hai ống kính rồi, nhưng mà con này nó chỉ có một ống kính thôi. Tuy nhiên là mình vẫn thấy rằng con iPhone XR này chụp hình là vẫn khá ổn trong tầm giá là 5 triệu đồng. Thậm chí là nhiều anh em còn khen là cái màu sắc được chụp ra từ camera của iPhone XR ấy, nó lại có vẻ tươi tắn hơn. Đó, các chị em mà thích chụp sản phẩm để quảng cáo thì nó cũng tốt hơn. Cái sự thua thiệt của iPhone XR ở đây nó là không có camera tele, nhưng mà nếu như các bạn muốn chụp những tấm ảnh xóa phông ở trên chiếc máy này thì máy vẫn có thể giả lập cho chúng ta được cái đó. Nhưng trong trường hợp mà các bạn thực sự cần một cái camera tele để mọi người có thể chụp ảnh thì các bạn có thể tham khảo lên những cái chiếc iPhone khác. Ở tầm này thì mình khuyên là mọi người có thể chọn một cái chiếc như kiểu là iPhone 11 chẳng hạn. Chiếc iPhone 11 này thì vẫn đang được bày bán tại chuỗi hệ thống cửa hàng Di động Việt với mức giá chỉ từ 7,5 triệu đồng một thôi. Các bạn đã có thể mua được iPhone 11 line new gần như mới, và chênh lệch khoảng 2,5 triệu so với iPhone XR mà có iPhone 11 thì mình thấy là cũng một khoản đầu tư khá là xứng đáng. Thích ba mắt thì các bạn có thể mua lên hẳn 11 Pro Max line new giá là từ 10 triệu, hoặc là lấy hẳn iPhone 12 Pro Max giá là từ 15 triệu mà thôi. Chưa kể là còn có rất nhiều ưu đãi như là trả góp 0% này, hay là giao hàng hỏa tốc trong 1 giờ. Chi tiết hơn thì các bạn có thể truy cập đường link bên dưới phần mô tả và cả phần ghim comment để biết thêm những thông tin chi tiết. Quay trở lại với cái video này thì sau khi thấy một vài bạn khán giả nói rằng là con này chụp hình màu nó đẹp hơn là iPhone 13 hoặc là những cái chiếc iPhone về sau, mình đã kiểu wait a minute, thật không ta? Và mình đã phải đi test ngay, và kết quả là nó đúng như thế các bạn ạ. Cái màu sắc ảnh ở trên iPhone XR ấy, nó có vẻ tươi tắn hơn và như kiểu là nó được lọc qua một cái lớp filter ấy, nhưng mà nó lại không bị giả quá. Đấy, nhìn rất là hay. Chụp người thì cũng tương tự như vậy, iPhone XR xử lý màu da tươi hơn khá nhiều, không bị xỉn xỉn như là iPhone 13 Pro. Vào thời điểm mới ra mắt thì chiếc iPhone XR này nó được trang bị viền nhôm, nhiều anh em chê cái này rất nhiều. Đến bây giờ thì các bạn thấy là cái iPhone XR của mình thì viền nhôm của nó cũng đã bong chóc khá là nhiều rồi. Nhưng mà các bạn có để ý không? Là con iPhone 14 mới ra mắt trong thời gian gần đây nó cũng chỉ dùng viền nhôm mà thôi. Tức là Apple họ giữ nguyên cái kiểu thiết kế như thế là mặt lưng kính, viền nhôm cho đến cả những cái chiếc iPhone cơ bản mới ra mắt trong thời gian gần đây. Cái chất liệu viền nhôm này thì đảm bảo với các bạn là mấy con Android trong cùng tầm giá này là không có cửa. Tầm này chỉ toàn nhựa với nhựa thôi, lấy đâu ra mặt lưng kính viền nhôm như là iPhone. Nên là khi mà các bạn cầm iPhone XR ấy, nó vẫn cho thấy là một cái sự sang trọng nào đó, mình cảm nhận thấy là như vậy. Và bằng chứng là cũng có nhiều anh em khen là con iPhone XR này dùng nó rất là bền,
Mình thì mình chưa có điều kiện là được test cái độ bền của nó. Và kể cả là cái chiếc iPhone XR này của mình thì nó cũng chưa có hiện tượng là nó bị kiểu móp méo quá nhiều ấy. Nên mình nghĩ độ bền cũng là một cái điểm mà chúng ta có thể khen được ở trên cái chiếc iPhone nhỏ bé này với mức giá khoảng 5 triệu đồng. Đấy, lưng kính viền nhôm, da gì phết ấy chứ. Hãy nói về iOS trước, bởi vì cái trải nghiệm mượt mà trên iOS của iPhone XR ấy, nó vẫn là một thứ mà khiến cho người dùng cực kỳ là yêu thích. Đây là con iPhone rẻ nhất bây giờ mà các bạn có thể mua, chúng ta update được lên iOS 17. Mình có thể khẳng định với các bạn là đặt con này ngang với một vài những con Android khác có màn 120Hz như là Note 12, thậm chí là mình còn thích trải nghiệm trên iPhone XR hơn bởi vì nó vẫn mượt quá. Mặc dù là có 120Hz thế nhưng mà Note 12 tối ưu phần mềm không tốt, bị cắt giảm animation khá nhiều. Thành ra là cảm giác vuốt chạm nó cứ bị ngắt quãng, nó cứ bị delay, không thể nào ăn lại được iPhone XR. Hay là kể cả những cái chiếc flagship Android cũ như là Galaxy S10 Plus hay là LG V60 thì cũng khó có thể đọ lại được cái độ mượt so với iPhone XR. Đặc biệt là các ứng dụng bên thứ ba thì những cái máy đó không thể đáp ứng được cho các bạn tốt như là một cái chiếc iPhone. Còn với thời lượng pin thì mình vẫn đánh giá rằng iPhone XR là một chiếc máy rất ổn cho các bạn thời gian on screen từ khoảng 5,5 cho đến 6 tiếng đồng hồ. Những cái tác vụ của mình thì vẫn như mọi lần, đó là mình dùng hỗn hợp cả 4G, cả Wi-Fi và đa phần là dùng các cái tác vụ mạng xã hội thôi. Lướt Facebook này, Instagram và làm việc ở trên tele, xem YouTube các thứ. Mình khuyên là các bạn cũng nên đi thay pin cho chiếc iPhone XR này, nếu như mà mua cũ mà pin của nó tầm 85% ý, thì các bạn nên thay để có thể sử dụng nó lâu dài hơn. Còn về cái mặt chơi game, theo như trải nghiệm cá nhân của mình với cái chiếc iPhone XR này thì mình thấy là nó chạy vẫn ổn. Với những cái tựa game nhẹ nhàng như kiểu là tốc chiến, liên quân thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên là anh em chơi 1-2 ván thì được, chứ để cày vài tiếng liên tục thì không nên. Thứ nhất là hiệu năng trên Apple A12 Bionic nó không còn quá ổn định nữa. Và thứ hai là chơi game lâu nó sẽ xảy ra tình trạng là bị nóng máy, giảm sáng, giảm hiệu năng. Đó, nên là bạn nào mà đang cầm iPhone XR mà các bạn muốn chơi game tốt hơn thì các bạn có thể cải thiện điều này bằng một con sò lạnh. Một yếu tố nữa mà khiến cho con iPhone XR này ao trình toàn bộ các cái chiếc điện thoại Android trong cùng tầm giá, kể cả là flagship cũ, đó là về khả năng quay video. Như mình đã nói thì bây giờ vẫn có rất nhiều người làm bán hàng online, họ vẫn tin tưởng lựa chọn iPhone XR này để livestream cả camera trước lẫn camera sau. Nó hỗ trợ quay 4K 60fps và chống rung quang học OIS đàng hoàng. Chất lượng quay thì khỏi phải bàn, từ giải nhạy sáng, chống rung cho đến thu âm đều rất là ngon. Những bạn nào mới làm TikTok mà cần một thiết bị quay chụp mà kiểu nó giá rẻ này và các bạn có thể mang nó đi kiểu cơ động các thứ ấy mà không muốn mua máy ảnh thì các bạn hoàn toàn là có thể chọn iPhone XR, nó quay không hề tệ một chút xíu nào các bạn ạ. Thêm một cái nữa là iPhone XR tối ưu rất là tốt cho những ứng dụng bên thứ ba. Ban nãy mình đã nói rồi, đây vẫn luôn luôn là điểm lợi thế cực kỳ lớn của những chiếc iPhone, kể cả là những chiếc iPhone như kiểu là 7-8 thì nó vẫn sẽ support những ứng dụng bên thứ ba khá là tốt. Ok, để tóm lại trong video ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng có những lý do như sau mà các bạn nên mua iPhone XR ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất, đây là một cái chiếc iPhone cũ với mức giá rất rẻ, chỉ có 5 triệu đồng mà thôi. Thứ hai là nó vẫn hoạt động ổn định với những cái phiên bản iOS mới nhất ở thời điểm hiện tại. Thứ ba là pin em này khá là trâu. Thứ tư là khả năng quay phim và chụp ảnh của nó vẫn đáp ứng cho những nhu cầu cơ bản rất là tốt. Còn nhược điểm của nó thì đấy, màn hình xấu này, rồi là sạc chậm này, hiệu năng của nó thì không còn quá tốt để đáp ứng cho việc các bạn chơi game nữa. Vậy thì các bạn nghĩ sao về iPhone XR ở thời điểm này? Hãy cho chúng mình biết bằng cách là comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là nếu như các bạn có điều kiện tài chính tốt hơn một chút và muốn sở hữu những cái mẫu iPhone nó cao cấp hơn là chiếc iPhone XR thì có thể tham khảo tại Di Động Việt, kể cả máy cũ lẫn máy mới đều có. Lời khuyên của mình là các bạn nên mua iPhone 11 ở thời điểm hiện tại, dùng rất là ngon. Tất cả những cái yếu tố liên quan đến mức giá hay là các chương trình khuyến mại mình đều sẽ để bên dưới phần mô tả và cả ghim comment cho anh em với một cái đường link. Mọi người cứ bấm đó là ra. Ok chưa? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.